Đây là quang cảnh tại một cửa hàng đồ uống nổi tiếng trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 9 năm 2021. Hàng chục shipper kiên nhẫn chờ đợi đến lượt nhận đơn hàng trong ngày đầu tiên được chạy liên quận. 10 giờ sáng, lượng shipper đổ về cửa hàng vẫn tiếp tục tăng. Nhân viên làm việc liên tục, mỗi lần xách hàng chục ly trà, sau đó gọi theo mã đơn hàng để giao cho shipper trước cửa. Từ ngày 16 tháng 9 năm 2021, các ứng dụng giao hàng, đi chợ hộ hay mua đồ ăn thức uống đã cập nhật lại mục giao hàng liên quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo thông báo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Để được hoạt động liên quận huyện, các shipper cũng phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch như đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19, có trang bị các dấu hiệu nhận diện và xét nghiệm COVID-19 âm tính theo thời gian quy định. Theo đó, chi phí test nhanh COVID-19 tiếp tục được thành phố hỗ trợ. Trong ngày đầu chạy liên quận trở lại, đơn hàng của các shipper tăng mạnh. Trên đường phố, lực lượng shipper cũng tất bật chạy đi chạy lại giữa các hàng quán. Nhiều thấy người dân đang đặt cũng nhiều, đặt vô app rất là nhiều. Bây giờ phải chịu thôi, chứ giờ chỗ nào quán nào cũng phải đâu đợi hết đó. Giờ không chạy liên quận vô lấy đồ cũng phải đợi, tại vì những cái khu vực đó mình đâu có vô tới được của địa chỉ của nhà khách, của nhà quán. Phải đứng ở ngoài chắc xa đồ này kia nọ mới lấy được. Phải đợi ngoài quán đem ra cho mình đem đi giao cho khách, tới khách cũng không được. Khách phải ra lấy, tại nhiều chỗ đó chốt xanh, chốt xanh nó gào, mình đâu có vô được, đâu cho shipper vô. Đường qua ngày em chạy được hai mấy đơn à. Ta cảm ơn nhiều lắm, tại có người ta đặt từ 6 giờ sáng mà tới 10 giờ trưa mới được giao á. Ta mừng lắm. Shipper của nhiều ứng dụng gọi đồ ăn, giao hàng công nghệ như Grab, Baemin, Shopee Food nhộn nhịp chia sẻ cách cập nhật thông tin của tài xế như địa chỉ cư trú, xác nhận tiêm ngừa, gửi về hãng trước 17 giờ ngày 15 tháng 9 để sẵn sàng cho việc chạy liên quận vào hôm sau. Ghi nhận tại một số chốt kiểm soát dịch ở quận 7, shipper được kiểm tra kỹ các yêu cầu trên trước khi lưu thông qua các quận khác. Đi qua nhiều chốt kiểm tra mã khai báo y tế với giấy xét nghiệm với giấy tiêm chủng. Để liên quận thì cái thu nhập tăng lên tí. Hai ngày test lại một lần. Rồi với lại băng gôn với lại thẻ đồ. Tại vì nghe có test covid hai lần với test covid là mình cầm giấy mình đi. Đúng rồi, với phần coi mình phải có lộ trình là mình có đi đơn hay không. Shipper được phép chạy liên quận đáp ứng nhu cầu vận chuyển, mua hàng thiết yếu của người dân đang thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa thể hoạt động trở lại do thiếu cả nhân lực lẫn nguyên liệu. Các quận huyện vẫn duy trì nhiều chốt chặn kiểm dịch khiến thời gian di chuyển cao, dẫn đến phí giao hàng vẫn còn khá cao trong những ngày này.